chắn có rất nhiều bạn đang rất sốt ruột để xem phần tiếp theo của chương trình. Và phần đùa chút thôi cũng đang rất nóng lòng để mang lại cho các bạn những tràng cười thật sảng khoái và thú vị. Chúng ta cùng thư giãn nào! Trong tình huống đùa chút thôi lần này, MC Anh Vũ sẽ đóng vai một người thợ làm bánh. Anh chàng sẽ giới thiệu và mời mọi người thưởng thức sản phẩm mới. Và đây là những khách hàng đến thử bánh đầu tiên. Ồ, vậy là hai chiếc hộp đầu tiên đã được mở với những món bánh thơm ngon và chắc chắn là bạn sẽ được thưởng thức thoải mái. Còn chiếc hộp thứ ba thì sao nhỉ? Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phản ứng của những nhân vật tới thưởng thức món bánh thơm ngon và khám phá chiếc hộp đặc biệt này nhé. Thử hộp đầu tiên nhé.
Tiếp theo là một tình huống khiến nhiều người thấy thích thú và diễn ra tại một cửa hàng thú bông. Đây là một chú gấu bông đặc biệt. Và máy quay đã sẵn sàng ghi lại những cảm xúc, những phản ứng. Ví dụ như... Nào chúng ta cùng theo dõi đùa chút thôi. Mấy bạn gái của chúng ta có vẻ hơi hoảng hốt khi gặp chú gấu bông này. Tuy nhiên một lúc sau, các bạn đã quay lại để hỏi giờ phát sóng của chương trình Nude Rec của tôi để đón xem đùa chút thôi. Hai vị khách du lịch người Đức này đã rất thích thú
và muốn chụp một bức hình để lưu niệm. Và mục đùa chút thôi của chúng tôi đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những tình huống đùa chút thôi tiếp theo nhé. Vậy là những giây phút vui vẻ của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng chương trình sẽ mang lại cho các bạn những cảm hứng sáng tạo mới. Và để chương trình tiếp tục phát triển, chúng tôi rất cần sự đóng góp của các bạn. Các bạn hãy nhớ gửi về chúng tôi những tác phẩm của mình cũng như là những ý kiến đóng góp qua địa chỉ của chương trình. Chương trình lúc đấy của tôi, phòng nội dung 2, Ban Thanh Thiếu Niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Và các bạn cũng đừng quên forum của chúng tôi tại trang web vtv6.com.vn. Còn bây giờ, chúc vui và hẹn gặp lại. Một niềm vui khi bên ta, bạn hãy record tất cả and send to me. Một cơn gió tinh phải bay qua cho bạn một cảm xúc như đập con tim, như rộn ràng một khúc ca. Bạn như một nỗi buồn tình cờ ghé thăm ta, một nụ hôn đầu đời, một cánh sen trên bầu trời, một niềm vui bạn bè, những kỷ niệm khó phai. Hãy để cho chúng tôi được thấy những cảm xúc của bạn. Chỉ với chiếc máy quay trên tay, bạn hãy bấm record. Hãy ghi lại những khoảnh khắc đó, những khoảnh khắc của thời gian, những khoảnh khắc của chính bạn đó, giọt nước mắt hay nụ cười. This my wreck, my wreck, come on. Hãy ghi lại những gì bạn thấy và gửi cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi được thấy khuôn hình của thế giới. Clip của bạn, this is my way. Here we go, check.